thức phát xung quanh này cho nó sạch sẽ với. Vợ đi đón con nhanh, đi cho nó sớm, không có tí nắng đấy. Thôi thì em tranh thủ đi đón con với luôn rồi em. Lấy đồ quần áo, mua đồ quần áo các thứ cho nó không làm mới được. Đi về sớm nhá. Chồng nhà phát vườn. Con chờ mấy mẹ con nhá. Đi, không đi được. Xa lắm. chế Hoa đăng ký lớp gì cho con học nhá. Cái này vàng hết rồi. Con đi học sao không con? Về nhà mình sao lắm ấy, nói đấy trường dậy à. Ở ngoài này có gì không con? Không sao không ăn chả con? Không thích ăn à? ăn nhiều quá chán rồi. Con đi con. Ăn hết đi con. Ăn đi. Nhà các con hết chưa? Đến rồi đấy, ngon rồi. Đi nhở? Đi thôi. Đi thôi, đúng rồi. Để đến lúc nào. Con nhìn con đi, mẹ xem nào. Con vừa. Con vừa đi. Xem nào. Màu này nhá. Thế. thích bộ nào, thích gấu kia là gấu này. Bộ này mới vừa. Đúng rồi, đấy, bộ này to nhất đúng không? To nhất rồi. Sao còn lấy cái này nhá. Hả? Bộ nào? Em bé ăn con mà em nhìn là ít đấy. Kéo lại. Lại đi. Gọi đi. Em mong ơi, tính tiền với chị đó. Tính tiền hộ chị bên. 200, 270. Cái áo 120, 100 này. 100 với lại 170, 270, 270. 240, 130. Hả? Đi các con ơi. Đắp ốp đắp vào. Để mũ vào đi các con này nóng lắm. Đi, chào cô đi. Cháu về đó. chị xuống chơi với nhá Tú nhá. Nắng quá rồi, hôm nay nắng quá. Con về nhanh nhanh bánh. Bắt đồ đi các con ơi. Bắt đồ lên trên giường này tạm lắm. Con học ngoan không? Đó. Học giỏi không con? Hả? Con gái dậy. Đúng không? Hả? Của nhà trước họ làm họ bán cho mình ấy. Con chó này. Đấy, con chó đẹp không? Đấy, có hai con chó tự thật nha. Con này một con chó cảnh nhá. Nhà cũng đẹp không? Bây giờ nhà của mình rồi, không phải ở nhà nữa. Con thích không? Hai con chơi nhá, bố nấu cơm nhá. Này bố ở này. Hai con chơi nhá, bố nấu cơm nhá. Này bố ở này. Cầm vào đi. Bố nấu cơm cho các con ăn nhá. Con đi rửa mặt cho em đi, mẹ đi với hai trẻ em đi rửa mặt cho con đi, mẹ đi đặt tắm cho con một cái. Ôi, con. Hai con đi học có nhớ bố mẹ không? Bố mẹ nhớ con lắm, nhưng mà phải đi học thôi nhỉ. Ở gần đây không có trường, phải đi học xa thôi. Con đi rửa đi. Bố có rồi, em vừa đưa cho bố rồi, bố đang làm. Con rồi để bố xin nhá. Ngoan quá. Còn mẹ ở nhà tay cái quần nữa. Ôi giời, quả bí rồi. Thêm một cái sọt rác của mình. Ăn được với không? Ăn được. Con ăn đi, con bẻ ăn đi. Chuối chín rồi đây. Sao con nhà con ngon giúp mẹ đi. Ăn xong nhà con ngon nhở? Đây. Nó cũng chở nó như tóc không kìa. Này cái tóc lên cho em xong rồi. Tóc của em giờ. Yep. nhiều nhá, phát cỏ chuối à? Trúng của ông á? Trúng của ông đốt một phát vào một gáy, một phát vào tay. Xong là lên phát trên kia lại có một tổ nữa. Đốt thôi chứ chẳng. Đốt đầu. Đây là trưng một cục chỗ này. Ôi, xong mùi lên rồi. Đâu ra nữa? Chỗ này không trưng mấy, chỗ này. Không bôi dầu chứ. Chẳng băng kịp giúp em. Băm nhỏ à? Vâng, băm nhỏ, hai đứa làm thích ăn. Hai chị em nhà trong như con. Bố ơi! Ơi! Ốc ở đâu ăn, ốc ăn chả chả, sống chưa? Dạ, không ăn được sống đâu con ạ. Đấy, xem lên giường của các con có thích không? Thôi trong ý vào đây. Vâng. Xong vợ trong nhá, chồng lên đây mới quả chanh nhé. Vâng. Chanh là mình biết. Tốt. Đồng thế. Tốt lắm, sai quả thế. Vâng. Không có đổ đâu. Không, tí nữa. Ở đây không? Thôi em lấy cái này đã. Anh em xuống dưới này nó mát con ơi. Con. Xuống dưới này mát hơn, trên này cái tấm này nó nắng nó nóng hơn. Tối nó lại mát. Hôm nay mẹ dẫn đi chợ mua cái gì? Mua cặp á? Cặp đâu bố xem nào? Vẫn còn mát nha. Vẫn còn mát mới thế nhỉ? Vẫn còn tem nhỉ? Quần áo. Quần áo nữa. Bố xem nào? Ôi, quần áo mới đẹp thế. Đâu? Cặp của con của Sóc đây à? Đẹp đấy nhỉ, có mấy ngăn? Có 100 ngăn. Nhiều ngăn thế. Đẹp đấy nhỉ. Khó học vào con nhá. Đấy, ra đây bố phản mạnh cắn bên kia. Đúng rồi. Đấy, được rồi. Nón không nắng con. Không ơi, đâu ra trong ban đuôi con ơi. Đấy, cái dây đấy là dây gì đây nhỉ? Vâng. Hả? Vâng. Á? À. Lấy theo với. Không có hết rồi à? Nếu mà có thì nó về đâu? Ở lớp này. Về luôn á. bán xa không? Ở đâu không? Thạch mà. Không mình nóng ấy con. Không mình nước ấy. Mình đã mua được tủ lạnh đâu mà có nước lạnh. Không mệt quá à con? Ôi, nắng. Ôi. Anh đang bận không động một tí. Có cái ra đơn tiện nha. Thế con lấy trong đấy đi. Để cái này đây cho ông nguội tí ăn cho nó mắc đỡ nóng. Đó đã hết rồi. Anh ơi, gọi hai đứa bé xuống ăn cơm đi. Các món thịt sốt đó con thích rồi đấy. Ăn cơm thôi. Thôi cơm thôi. Đây này, thằng bắt được canh ăn nhá. Bố đây rồi. À, bố mong bố lên rồi. Con ăn gì không? Cho nồi vào kia tí rồi. Không á? Con thấy cái cơm. Kìa, thấy cơm. Con nồi bây giờ mình bỏ đi này nhé. Nhanh lắm. Cái này nó đỡ vướng hơn. Được rồi, được. Ăn cơm. Bố ăn cơm, mẹ ăn cơm. Bố mẹ ăn cơm. Hai con ăn cơm đi. Rồi, mẹ ăn cơm đi. Nóng quá mẹ ơi. Con thổi đi. Bố không ăn được ăn lơ. Con ăn không? Không ăn. Đây bố lấy cho. Bố lấy cho, con từ đấy nhá. Con từ đấy. Ngon thế. Con thịt bắp đi mẹ lấy cho. Thì sao ăn nhiều thịt băm à? Mì thơm này ngon này. Về nhà mới thích không? Có. Con không dài quá. Nay mày đi cắt tóc nha. Không. Sao ăn bí này? À? Ăn bí thơm này ngon lắm. Mẹ kì. Bọc nó của thân không? Không ai chuyện bố ăn. Bố xin nha. Tại bố gắp cho con này. Không. Ăn thịt với đậu phụ vào đi con. Ăn đi con. Tự gắp nha. Ăn canh ăn cho dễ ăn luôn này. Rồi con. Mình gắp được không nha. Ăn nhiều đi con. Nóc mà nhỉ. À xong. Nghĩ ngầm. Các con giỏi nhiều. Mò trong này nó mới nóng này. Đấy. Nóng hồi một quả lừa chin. Ăn xong là ngon quá. Cầm ăn đi. Ăn nhiều à? Canh ngon. Ba này mình tự phụ luôn. Canh là ngon này. Đây này. Còn canh là mình sai nha. Nhiều canh không thoải mái. Ăn nhiều đi con. mẹ con mình ăn tiếp. No quá, hôm nay ăn cơm no quá. Cháu ăn gì? Chỉ xong rồi. Ăn đi. Cho đi canh này con ơi. Canh ngọt mà. Ngon lắm. À, muốn canh hả con? Ăn cơm đi. Không ăn à? Đây được cơm con. Okay. Mấy mẹ con dọn nhá, để bố đi lấy chè tươi về uống nhá. Vâng. Bố rửa bát nhá. Đồi này, lên đồi này con đây. Con ơi. Con ơi ra mẹ dọn nó ơi. Bố đi lấy một tí bố về bây giờ. Bố cho tao hỏi nè. Ông cho nó ăn, để con cho nó ăn. Con lấy bắt được một cái đi. Nó đem mượn đó. Sóc. Không.